Today's show will be presented in Olaxis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. Trong văn hóa Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian. Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến năm 1915, diễn viên chính của các đoàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ, các nghệ sĩ đối đáp, có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương. Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cái đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhĩ, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc. Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Đài Loan, còn được biết là Formosa, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu là Cõi Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này. Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa vừa đêm dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ. Truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta. Kính chào các khán giả hiền hòa, tôi là Quốc Dương từ Vĩnh Long, Âu Lạc, còn được gọi là Việt Nam. Cũng như mọi dân tộc trên thế giới, người Âu Lạc chúng tôi rất yêu thích những tích tuồng có hậu như trong vở cải lương Lọ Nước Thần của soạn giả Trần Vượng. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy được đức tính siêng năng và lối sống đạo đức
cao thượng, luôn mang đến một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. Trong các kỳ trước của vở cải lương Lọ Nước Thần, vì muốn một cuộc sống tự lập và thoát khỏi ảnh hưởng của phú ông, anh ba đưa vợ vào rừng sâu, khai khẩn đất hoang và cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Một hôm, anh ba vô tình cứu được Rồng Tiên và Rồng Tiên đã trả ơn anh bằng một lọ nước thần. Nhờ lọ nước thần mà vợ anh ba trở thành một gia nhân tuyệt sắc, gia đình anh ba càng thêm hạnh phúc. Trong khi làm nương rẫy, anh ba vì đuổi quả tinh để bảo vệ ruộng bắp của dân làng, vô tình làm quả bị thương. Để trả thù, quả tinh lấy cắp bức họa vẽ hình chị ba mang thả ở hoàng cung. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 3 vở cải lương Lọ Nước Thần với sự góp mặt của các nghệ sĩ Minh Vương trong vai anh ba, Phương Hồng Thủy trong vai chị ba, Nam Hùng trong vai vua, Tô Kim Hồng trong vai cô Út, Trường Xuân trong vai phú ông, Tấn Beo trong vai anh Năm, Tuấn Cường trong vai Bạch Long, Thanh Ngân trong vai Đông Cung Mỹ Nhân, Văn Khoe trong vai Thừa Tướng, Tấn Đạt trong vai Thái Giám, Hữu Tài trong vai ông già nông dân, Bích Thủy trong vai bà quạ, Hoàng Úc trong vai bác nông dân cùng các nghệ sĩ khác. Mừng cho hạnh phúc vợ chồng mình chứ cười cái nỗi gì không biết à. Em à, từ hôm mà mất tấm hình đó, anh cứ lo sẽ có chuyện không hay xảy đến với chúng ta. Mắt anh á, nó cứ máy luôn hoài em à. Sao anh lo quá à? Lo cái gì? Tại anh á, anh lúc nào cũng nghĩ tới em, thấy vắng em nên anh lo chứ gì. Từ giờ hả, nếu mà em đi chợ vắng, cấm nhớ cấm mong nữa đó nha. Trời đất ơi, cấm gì chứ cấm nhớ mong thì ngặt quá à. Em à, dạ. Sao anh cứ thấy lòng băn khoăn hồi hộp? Anh cứ lo sợ mất em như mất tấm hình. Anh thường nói là anh với em như bông giới hình, không mỏ phú trời nha. Xa lìa trầu đã thương vui. Anh ơi ơi, thương anh vì em quá nặng lòng lo âu. Em bao giờ cũng bên anh, bên cạnh anh suốt đời anh. Không mãi mãi nghi ngờ, nhưng chưa diệt trừ được con quà yêu tinh, thì lòng anh đây đâu đã yên. Ngày lại qua ngày, tâm hồn anh lo âu khắc khoải. Chúa cùi, còn em là Á Hằng. Thế thì từ nay vợ chồng mình quá xa vắng nhau. Anh cứ nhìn lên mặt trăng chứ việc gì mà mong cho mệt. Ủa vậy hả? À, nhìn trăng cái thì khỏi nhớ thiệt hả? Nè ha, anh nhìn trăng, em cũng nhìn trăng. Hai người tuy hai ngã, nhưng mắt cùng gặp một ánh trăng trên đầu. Vậy là mình có xa nhau bao giờ đâu. À anh ơi, em có mua quà cho anh nè. Ủa vậy hả? Cho anh coi đi em. Đố anh biết là món gì? Biết sao không biết, bánh chứ gì. Ờ, lớn thế kia mà còn thích mua quà bánh hả? Ủa không phải bánh hả? Để coi gì nha. À, thì ra là cái lược phải không? Ờ, nhà có lược.
nhập cũ rồi mua làm gì? Đâu lừa coi. À, gói trầu. Lại cả cái khai trầu nhỏ này nữa. Nhưng mà cũng xinh quá em ha. Xinh nhớ chứ. Thấy anh thỉnh thoảng nhai một miếng trầu cho thơm miệng trước khi ra đồng, nên em phải lội từ đầu chợ đến cuối chợ mới kiếm mua cho anh được thứ trầu ngon đó. Đố anh biết là trầu gì? Này người ta kêu là trầu lẹt phải không? Đúng rồi. Còn cái khai nhỏ này ha, khi nào có khách á, cái vợ chồng mình mới bày ra khoe. Anh chịu không? Chịu. Còn đây á là cái áo. Đâu, anh mặc vợ xem có vừa không? Mặc liền, mặc liền. Vừa quá em ơi. Trời ơi, tôi thương vợ tôi quá. Đây, đây, nhà của nó đây. Để ta xem. À, đúng rồi. Dạ kính thưa cô, tôi là sứ giả nhà vua, chân lệnh của vua đến nước vợ vua về. Ngôi hoàng hậu đang sang chờ đợi cô ở chốn kinh đô. Ông nói thế nào tôi nghe không kịp. Sắp làm hoàng hậu rồi mà còn làm bộ làm tịch. Hoàng hậu là vợ vua, cô nàng đã hỏi hay chưa? Dạ ông nói năng lạc xẹt, chồng tôi đứng sờ sờ đây mà giả như không biết không hay hả? À thì các ông đến đây bắt vợ tôi à? Nè nè nè, có dùng cường quyền bức hiếp chúng tôi. Hãy câm miệng lại cái thằng ngu dại. Phú quý đã đến đây, đừng bỏ lỡ dịp có tiếc cùng không kịp. Vì tôi giận tôi mới nói quá lời như vậy. Anh đừng vội nóng. Nóng chứ, nói vậy kỳ quá mà. Thân vợ anh thì ngôi hoàng hậu sẵn chờ. Còn anh để tôi về tấu trước để lòng, anh sẽ được thưởng tiền bạc và gia phong chức tước. Như vậy là anh đại phước, bởi vì nhan sắc của vợ anh là mê mẩn nhà vua. Nè, có tiền rồi cưới vợ khác lo gì. Anh vừa được làm quan lại có được vợ mới, tôi mà như anh là tôi chịu liền. Im đi. Cái gì? Cái gì? Các ông nói như vậy mà nghe được hả? Các ông có thể bán vợ bán con để được quyền cao chức trọng à? Không. Còn tôi chẳng mong chức trọng quan sang. Thà là ăn chén cơm lạc, uống bát nước lã mà vợ chồng được chung cùng một ánh đèn soi rõ, còn hơn là phải xăm thương đôi ngã. Không, vợ chồng tôi thề không một bước rời nhau. Dạ, xin các ông về tâu vua, xin nhà vua mở lượng thương tình, cho tôi cùng chồng tôi trọn một lời nguyện ước. Ăn cơm vua ta chỉ biết việc vua. Vua sai đi bắt thì ta cứ bắt. Còn như cái chuyện thề thề ước ước thì các người cứ giáp mặt lòng mà đổi tấu sự tình. Quân mây, mang giọng lộng lại mau. Làm cái gì bắt người ta? Bẩm thượng quan, chắc thượng quan cũng có vợ con, không ai muốn tan đàn sảy nghé. Xin thượng quan hãy mở lượng hải hà. Lũ này ngang ngược, dám trái mạng vua. Quân mây, bắt thằng này cho ta. Khoan, chính các ông mới là người ngang ngược, chẳng chịu suy trước nghĩ sau, không nhìn thấy nỗi đau của người cô thế, lại toàn xuống tay chia rẽ duyên tình. Nhắm mắt tuân lệnh trên, quên người đồng canh. Vợ chồng anh ba chẳng qua nghèo hèn bất hạnh, nên phải cam đành quốc phục trước sức mạnh bất công. Mày chống lẹ phép nước lục vua phá hoại. Dạ thưa ông, bọn tôi nghèo khổ thấp cổ bé miệng, nào dám tin chuyện chống ai, chỉ biết nói lên nỗi lòng chùa xót đắng cay. Mong sao các người nói lẽ phải đường ngay. Chính bọn bay mới là kẻ ngu si thờ dại, dám mơ buông lời chống mà lại lê lĩnh. Giữa đường thấy chuyện bất bình, không thể lặng thinh.
tình nghèo yêu đương sâu đậm, đã từng cùng nhau chia sẻ cay đắng mặn nồng. Xin các ông mở lòng hà hải bao dung. Bao dung, bao dung cho bọn bay, để cái đầu tao đi trước à. Quân! Quang! Hỡi quân nghe, chúng bay đã cậy có giáo lớn, thì ta đây cũng có gan to. Chúng bay thử đem giáo nọ mà đổi với gan này. Anh, mình hãy đứng đó, để em đứng trước đi. Nào, chúng bay hãy đâm chúng ta, vợ chồng chúng ta thà chết chứ không chịu nhục. Được rồi, xem các ngươi có tuân lệnh vua hay không. Quân bay! Yeah! Hãy giết chết hết trẻ già trai gái, đổi lửa lên, thiêu hủy tất cả xóm làng này cho ta. Khoan, hãy ngưng ngay lệnh truyền máu lửa, đừng làm cho luôn cài rơm máu, đừng biến đồng xanh tươi tốt thành những nấm mồ quan vô chủ, để ngàn đời sau còn nguyền rủa quân bất nhân bao á khung tàn. Đừng gieo thảm họa đau thương, đừng sát hại dân lành. Trời ơi, nhưng ta sẽ trọn lời thề son sắt, cùng sống mãi bên nhau cho đến lúc tàn hơi. Nhưng có vui gì khi máu đổ đầu rơi, tiếng rên xiết của người người vô tội. Thà thì căng răng mặc cho đời đưa đây, chấp nhận chia tay để cứu mạng bao người. Không, không, không để anh chị ly tan, chúng ta không chịu chết, không chịu chết. Vâng, đổi lửa lên, đổi lửa lên. Trời, trong tôi sâu xé bao tình cảm, nghĩa số bất làm, tôi biết liệu sao. Thank you.
nhìn thấy hình anh, xin nhắn với chị Hằng trao thương nhớ đến chàng. Càng nghĩ lòng càng thêm đắng cay, tâm thân vui dưới mái lầu Tây. Nơi phương trời anh hỡi có hay, trong ánh trăng tìm bóng hình ai. Trăng hỡi trăng ơi, bao giờ lãng quên anh trăng. Trăng thề hẹn giữ vẹn lòng son.
vừa trải qua một giấc chiêm bao. Bẩm lệnh bà, đêm sắp tàn, xin lệnh bà vào trong an nghỉ, kẻo sương khuya ướt lạnh vai gầy. Hả? Có phải chị Điền ở châu hạ? Dạ, thưa phải. Chị Điền, ngày ấy chị được giống lỏng đón đưa lên đình, rỡ ràng thân bằng quyến thuộc. Nghe tin chị được nhà vua sủng ái, giao chị cai quản Đông Cung. Thưa Tây Hậu. Đừng bao giờ gọi em như thế. Hãy gọi bằng em, xem nhau như ngày nào ở quê cũ. Thân phận của chị hiện giờ ra sao? Em hối hận vô cùng. Ngài được tuyển cung, em cũng như gia đình vui mừng không kể xiết. Em ước mơ biết bao mộng đẹp, nhưng giờ đây mộng đẹp đã vỡ tan. Em chỉ là cung nữ hầu hạ ở Tây Cung, cũng như hàng trăm chị em cùng chung cảnh ngộ. Rồi số phận của những chị em ấy ra sao? Chị em nào đẹp thì tan nát một thân qua. Những kẻ bạc số bị chúng chôn sống thường là những chị em kém phần nhan sắc. Riêng phần em được vận may, phận hèn sống sót, là cũng bởi nhờ được phần dung nhan dốc dáng hơn người. Cho nên em mới được tên vô cuồng sĩ sủng ái thuở ban đầu. Nhưng đến lúc qua sầu liễu úa phân lợt hương bay, thì kể từ ấy giữa chốn Đông Cung bốn bề hiu hắt. Hằng đêm em thao thức với gối chiếc chân đơn, muốn tháo củi sổ lòng trở lại cố hương. Ngất nỗi một thân liễu yêu đào tơ giữa bốn bức tường thành dòi dòi biết tính sao đây để thoát khỏi. Nghe chị kể bừng bừng lửa hận, kiếp hồng nhan phận bạc truân chuyên. Chị em ta đồng hối đồng thuyền, làm sao bé gái xích xìm vua quan. Chị ơi, giữa chung cung lạnh đêm dài thức trắng, hướng về quê dành nỗi niềm riêng. Đêm nay chốn lầu Tây quạnh quẹ, dò dò một bóng hình dối mắt nhìn trăng. Có phải chăng đó là hình bóng của chính em năm xưa, hình bóng một cung phi bị thời gian quên lãng. Chị ơi, người muốn lặng yên như tường đá, nhưng quán nặng thù sâu đang sôi sục trong tim mình. Trái tim ngùng như mặt nhật buổi bình minh, kìa phía trời đông chân mây đã rạng rỡ sắc hồng. Rộn bầu trời chim muôn đua hát, tuổi phận mình bị nhốt giữa lòng son. Em mơ ước ngày mai đời thay đổi, chị em ta được tháo củi sổ lòng. Trời đã sáng, hết giờ hầu hạ, xin lệnh bà báo trọng thân vàng. Em xin phép trở về cung cấm. Tâu lệnh bà, khóm cây động cánh đàn chim sẻ, phương đông ửng đỏ áng mây hồng, thao ngự vàng đựng nước giếng trong, xin lệnh bà rửa qua mặt ngọc. Ý lệnh
lệnh bà muốn phán thế nào? Ý lệnh bà muốn phán rằng suốt năm canh lệnh bà thao thức, nước mắt tuôn rơi thấm ướt khăn hồng, nên khỏi cần rửa mặt với nước trong, vì nước mắt của người trong hơn nước suối. Trời ơi, lệnh bà có điều chi mà buồn phiền quá vậy? Lệnh bà không muốn bọn ta ngủi đâu. Dạ, xin lệnh bà cho tiện nữ đỡ một tay để lệnh bà thay y phục buổi sáng nay, vì lát nữa thánh hoàng ngài ngự đến. Dạ muôn tâu, nhưng đây là bộ xiêm áo vua ban, nếu lệnh bà không chịu thay là trái ý thánh hoàng, thì tiện nữ khó toàn tánh mạng. Thánh thượng gia lâm, thánh hoàng giảng giảng tế. Đêm qua bệnh của Thái hậu thế nào? Dạ muôn tâu, đêm qua cũng như những đêm về trước, Thái hậu vẫn cứ ngồi buồn tựa lan can. Tội nghiệp cho Thái hậu. À, bọn cung nữ này đáng chết. Tại sao lại để Thái hậu ăn mặc xấu xí như thế này? Tội ấy rõ là do bọn chúng bay. Hậu ơi, cục cưng của trẫm ơi, thì ra hậu không vui chỉ vì bọn nó. Bọn cung nữ không kiếp, chẳng làm đúng thứ ý trẫm dặn dò. Dạ muôn tâu, chúng thần đâu dám trễ nải bao giờ. Còn không à, quả nhân đã có dặn kỹ với chúng mày rằng chớ làm buồn Thái hậu của quả nhân, phải lo hậu ta chu đáo đàng hoàng, phải theo kỹ từng bước chân của Thái hậu. Mỗi khi Thái hậu dạo quanh lầu, dưới chân phải trải thảm năm màu. Thảm năm màu phải có thiệu hoa, phải sẵn sàng xe loan bốn ngựa, phòng khi Thái hậu ngự ra khỏi thành. Xe loan phải buông rũ trướng mạnh, kéo sương gió chẳng lành đụng phải làn da. Còn nước tắm thì phải đung cho ấm, phải sực mùi hoa cúc hoa lại, đổ vào bình ngọc nguội rồi mới dâng. Các thứ áo xiêm thường nhất người dùng, gấm nhiễu dốc dùng thấy sông hương ngào ngạt. Dâng lên Thái hậu kia chim hót cành đào, các ngươi có nghe lệnh ta không nào? Mặc áo cho người trước ánh ban mai, quả nhân đã nhắc kỹ từng tí một, mà tại sao chúng bay lấy dại dột? Lĩnh tấm thuyền sao bay dám chảnh mạng, để ta phải nhắc hoài nhọc sức hào hời. Đồ ăn hại là lũ chúng mày, Tây hậu buồn là cũng tại bay. Phép vua nghiêm trị chém đầu thị tỳ, cấm vệ nghe lệnh truyền chém quách đi thôi. Lệnh bà ơi, thương lấy nữ tỳ, xin lệnh bà mặc xiêm y vào cho nữ tỳ khỏi tội chết chém. Chém! Khoan! Hậu bảo khoan bay. Lệnh bà đã bằng lòng mặc áo. Hậu ơi, từ hôm hậu về đến nay, lòng trẫm bừng bừng như lửa đốt. Nhưng không may, hậu cứ ôm đau hoài, màn bát tiên treo sẵn đó rồi. Thế mà đêm đêm trẫm vẫn nằm lẻ loi trên phản ngọc. Lẽ ra thì Thái hậu phải hễ hả cười vui, đằng này hậu cứ nhắm nghiền đôi mắt phượng, cứ thế mà thúc tha thúc thích, khóc đi khóc lại ròng rã mấy đêm trường. Mà cũng tại lũ bay, chắc bỏ đói Thái hậu ta nên nàng giận nàng không nói. Chém! Dạ dạ, chúng thần nào có lỗi với bệ hạ và mẫu hoàng. Quả thật là thần dâng lên đủ món, vậy mà trước sau Thái hậu cũng vẫn lắc đầu. Dạ, chỉ dùng một chén cháo hành hoa. Hả? Hành hoa hả? Thái hậu thích hành hoa.
phải. Hậu ta quả là người sành các món ăn gia vị độ mù quý phái. Hành hoa có màu sắc đẹp tuyệt vời, lá xanh, củ tía, mùi hương lại thơm phưng phức. Không đói mà nghe mùi hành cũng phát thèm. Hay hay ha 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 ha. Truyền trong dân chúng, nhổ tất cả vườn rau, ruộng lúa, nương khoai, nhất loạt trồng hành. Nhưng đợi hành lớn lên thì chậm quá, Tây Hậu phải nhịn thèm. Bây đâu lĩnh truyền mua hết hành hoa ở khắp mọi nơi, đem về kho cất kỹ. Này, bất kỳ món ăn gì cũng phải băm thật nhiều hành để Tây Hậu ta dùng cho thỏa thích. Này, Tây Hậu nàng có ngủ được không? Dạ, đêm nào cũng vậy, Tây Cung suốt năm canh thao thức, chỉ thở dài ngồi tựa cửa nhìn trăng. Chẳng biết có gì trên cung hàng mà người cứ đăm đăm nhìn mãi. Hả? Dẫn thai lão trắng già dám trêu vào Tây Hậu của ta, quân bay truyền cho chặt hết trang à, giót muôn ngàn vạn triệu tên nỏ, lý vài ngàn tay cung lắp sẵn, chờ đêm rằm trăng sáng băng nát mặt trăng cho ta. Dạ dạ muôn tâu, trăng ở quá cao, dạ dạ e rằng bắn không tới được. Ở cao quá bắn không tới phải không? Dạ. Nếu vậy thì quân bay. Dạ. Truyền bắt hết đàn bà con gái, chọn những đứa có bàn tay mềm mại, dệt muôn ngàn vạn triệu vuông lụa thật dày, che kính dòm trời, lấp núi phủ trùm mây, cấm trăng nọ nhìn mặt qua Tây Hậu, nghe chưa? Dạ thừa tướng xin ứng hầu. Này thừa tướng. Dạ. Từ ngày hậu ta vào cung tới nay, nào là sơn hào hải vị, nào là gấm dốc lụa là, nhưng hậu ta vẫn không màng tới, không nói, không cười, chỉ nhìn trăng rồi khóc. Thừa tướng ơi. Dạ. Làm sao cho Tây Hậu ta cười đi khanh, nếu không ta chặt đầu khanh. Trời ơi, chết con bệ hạ ơi. Dạ tâu bệ hạ, thần có cách. Bây giờ ta mở hội hề, đem tất cả những tên hề vào đây kể chuyện cho Tây Hậu nghe, chắc chắn Tây Hậu sẽ cười. Diệu kế, diệu kế. Truyền cho khanh vào kho lấy thêm vàng bạc, cho loa đi truyền rao khắp trong dân chúng, ai làm Tây Hậu ta cười sẽ được thưởng ban tước trọng quyền cao. Chắc chắn phen này Tây Hậu phải cười, phải cười. Quý vị vừa thưởng thức phần 3 vở cải lương Lọ Nước Thần của tác giả Trần Vượng. Kính mời quý vị đón xem phần kết vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo là Khơi Dậy Khả Năng Thiên Bẩm, nhà hoạt động thuần chay 13 tuổi, Daniel Bissonnette, phần 2 của 2 phần. Cầu chúc đời sống quý vị luôn mãn túc trong ăn điển dồi dào của thiên đàng. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. You've just enjoyed Part 3 of the Olaxis Modern Folk Opera The Magical Wadacha by Play Fry Trần Vượng. Please join us again next Thursday for the exciting conclusion on Supreme Master Television. Up next is Turn the Genius Mouth on 13-year-old vegan activist Daniel Bissonnette, part 2 of 2. We wish you heaven's abundant blessings. Farewell for now.
For more details, please visit suprememastertv.com/EE.